Fusion là chiếc camera 360 độ của GoPro và nó được ra mắt hồi vào cuối năm ngoái, nhưng mà tới bây giờ thì nó mới được bán chính thức tại Việt Nam trong một vài ngày tới nữa. Thì liệu đây là cái chiếc 360 độ đáng để các bạn nâng cấp, bạn mua hay không? Về chiếc GoPro Fusion này, nó có đặc điểm hơn những cái chiếc camera 360 độ hiện nay trên thị trường là: thứ nhất là cái khả năng quay 5.2K ở 30 frame và quay 3K ở 60 frame. Thì với cái độ phân giải 3K mà quay 60 frame thì cái yêu cầu cái phần cứng của nó rất là mạnh. Tiếp theo là về thiết kế, thì cái chiếc Fusion này có cái thiết kế vuông vức, nó giống như những cái dòng GoPro Hero 5 và Hero 6 với cái vỏ cao su được bao bọc xung quanh. Thì với cái việc bao bọc cao su xung quanh này, nó có thể chống nước với cái độ sâu lên tới 5m mà không cần vỏ bảo vệ. Và thực ra thì cái chiếc Fusion này cũng không có vỏ bảo vệ dành riêng cho nó. Chiếc Fusion này có dáng vẻ hơi lớn, to hơn nhiều so với những cái chiếc camera 360 độ hiện nay. Chiếc Fusion này nó có kích thước lớn tương đương với chiếc Kodak Pictro 4K VR 360 độ hoặc là như chiếc Nikon K-Mission. Thì cái hai chiếc đó thì rất là hiếm trên thị trường. Như các bạn thấy đây, về cái thiết kế của hai cụm ống kính thì cái chiếc Fusion này nó có cái thiết kế tương tự giống như những chiếc camera 360 độ, với cái hai cụm ống kính nằm hai bên, cụm thấu kính nó cầu, nó lồi ra phía ngoài chứ nó không có nằm dẹp bằng xung quanh. Nhưng mà có một cái điểm lạ là các bạn có thể thấy là hai cụm thấu kính này nó không có nằm đối xứng thẳng với nhau mà nó bị lệch tâm với nhau. Theo như GoPro nói thì với cái thiết kế như vậy thì để giúp chiếc Fusion này nó có thể loại bỏ những cái hiện tượng ảnh rìa phía ngoài không mong muốn, như là ví dụ như cái cây khi mình kéo lên thì nó có thể xóa bỏ được trọn cái cây, thì giúp cái ảnh dòm vô giống như là cái GoPro này nó đang treo lơ lửng trên không trung chứ không phải là cầm tay hay gì. Tiếp theo là cũng là về cái thấu kính này, thì với cái thiết kế như vậy thì GoPro họ không có làm một cái case riêng để cho cái bảo vệ cái hai cái mặt thấu kính này, thì chúng ta chỉ có một cái option duy nhất là một cái vỏ bảo vệ của GoPro để chúng ta khi bỏ nó để di chuyển cho nó khỏi trầy mà thôi. Nhưng mà có một cái điều mình sử dụng thì rất là dễ rớt. Khi nó rớt xuống thì cái mặt thấu kính này rất là dễ trầy và nhiều khi nó sẽ làm vỡ cái mặt thấu kính. Theo một số nhận xét trên mạng và GoPro, họ thừa nhận là cái thấu kính này không thể tháo rời được. Nên bởi vậy khi mà ống kính của bạn trầy hoặc bể thì bạn chỉ có cách mua lại máy mới và không có cách nào để thay thế và sửa chữa được. Tiếp theo là tới cái phần màn hình. Thì trên cái chiếc Fusion này nó có một cái màn hình LCD nhỏ, đơn sắc. Nó không được trang bị màn hình cảm ứng giống như Hero 5 hoặc Hero 6. Nó chỉ giúp chúng ta xem được các thông số giống như những cái đời Hero 4 trở về trước mà thôi. Bên hông chúng ta có một cái cổng USB-C để sạc và truyền dữ liệu. Thì xung quanh nó cũng có các trang cao su để chống nước. Tương tự phía dưới chúng ta có nút nguồn và nút chọn mode. Đằng trước thì chúng ta nút chụp hoặc là nút xác nhận. Thì cái việc thiết kế hai cái nút nằm hai mặt như vậy rất là khó thao tác. Mình đã thử thao tác rất là nhiều lần nhưng mà dễ lộn giữa hai cái nó. Và thứ hai là cái tích hợp cái chức năng kép, nó vừa tích hợp chức năng là tắt mở và chọn mode như vậy thì mình rất là khó khi mà sử dụng, khi mà chuyển tới chuyển lui giữa các mode, hoặc là nhiều khi chúng ta chuyển giữa các mode và nó làm tắt máy, hoặc là khi tắt máy mà chúng ta lại chuyển các mode. Bên cạnh còn lại là chúng ta có cái khe để gắn pin và khe gắn hai thẻ nhớ, và chiếc Fusion này chạy hai thẻ nhớ song song, bạn không thể gắn một thẻ nhớ để chạy trên chiếc Fusion này. Về viên pin thì đây là viên pin tháo rời được và có dung lượng là 2620 mAh, thì nó hơi lớn hơn cái viên pin của GoPro Hero 5 và Hero 6. Và nói về thẻ nhớ thì chiếc Fusion này nó được tích hợp hai thẻ nhớ hai bên, thì với thiết kế là hai cái cụm camera hai bên này, và GoPro cho biết rằng thì mỗi cụm camera này nó là một cái camera riêng lẻ. Mỗi camera này nó có vừa ống kính vừa có cảm biến riêng của nó, và khi chụp hình nó sẽ đồng thời lưu lên cùng lúc. Khi chụp xong chúng ta chép thẻ nhớ vào máy, chúng ta sẽ thấy hai folder hiện lên, một folder chỉ để dành hình riêng cho một cái camera đằng trước và một folder dành cho camera đằng sau. Và cái điểm bất tiện là chúng ta sẽ phải tốn hai cái thẻ nhớ để chỉ dành cho mục đích chụp hình và quay phim trên cái chiếc Fusion này. Tiếp theo là trong hộp của chiếc Fusion này chúng ta có đầu tiên là cái tripod tích hợp với cái mouse của GoPro, giúp chúng ta tiện hơn trong việc quay video và chụp hình đó. Các bạn có thể tăng giảm cái kích thước của nó. Ngoài ra chúng ta có hai cái mouse để gắn lên nón bảo hiểm với dạng hình cầu hoặc là hình phẳng, và cái túi bảo vệ để giúp cái Fusion này khỏi bị trầy xước khi mà chúng ta di chuyển qua hoặc là va chạm.
Tiếp theo là về cái tính năng của chiếc Fusion này, thì ngoài các tính năng như là chụp hình và quay phim 360 độ như những cái chiếc camera 360 độ bình thường khác, thì chúng ta còn có các tính năng như là chụp time-lapse hoặc quay phim time-lapse, chụp ban đêm hoặc là quay chụp tốc độ cao vân vân. Chiếc Fusion này cũng được hỗ trợ cái tính năng là nhận dạng giọng nói, điều khiển bằng giọng nói như là trên như chúng ta từng thấy như trên con Hero 5, Hero 6 hoặc là Hero 5 Session. Cái tính năng tiếp theo mình thấy đáng giá trên chiếc Fusion này là cái tính năng biên tập video Over Capture. Nó có nghĩa là khi các bạn ghép cái file video 360 độ hoặc là ảnh 360 độ lại thì nó có cho phép các bạn cắt một cái khung nhỏ trong 360 độ đó để các bạn thành một cái ảnh tĩnh. Thì khi mà chúng ta xài tính năng đó thì nó cho phép chúng ta chuyển đổi qua các dạng như là ảnh Tiny Planet hoặc là cái ảnh Fit Eye. Rất là thuận tiện. Một cái điểm đáng tiếc trên cái chiếc GoPro Fusion này là chậm, và rất là chậm. Thì nó chậm kể cả từ cái việc các bạn thao tác chụp ảnh trên điện thoại, hoặc các bạn chép ảnh vào máy tính, hoặc là các bạn lấy thẻ nhớ chép rời vào máy tính, sau đó import vào cái app Fusion của GoPro đó. Thì như mình xài thử thì khi mà mình import ảnh từ thẻ nhớ vào cái Fusion thôi, thì mà mình import khoảng 8 GB ảnh, trong đó là khoảng 4 ghi ảnh của camera trước và 4 ghi ảnh của camera sau vào Fusion, thì mình mất khoảng chừng gần 2 tiếng đồng hồ để import vào cái máy. Sau đó mình xử lý file video thì mình tốn khoảng, sau khi máy render xong thì mình tốn khoảng 1 phút video render của 3K hoặc là 5.2K, thì mình tốn khoảng từ 20 phút cho tới 45 phút cho mỗi phút video 360 độ của chiếc Fusion này đó. Cái điểm trừ thứ hai là cái chiếc Fusion này nó không có app Over Capture cho điện thoại, mà nó chỉ, chúng ta chỉ có thể sử dụng cái app Over Capture cho trên máy tính mà thôi. Rồi về cái việc hình chụp và video thì chúng ta không thể lưu được trong bộ nhớ điện thoại được, và nó chỉ lưu vào một cái vùng nhớ tạm của app và chúng ta không truy cập được cái đó. Chúng ta chỉ có thể share cái ảnh đó lên Facebook mà thôi, chứ cái app của GoPro không cho phép chúng ta chia sẻ lên Google hoặc là Flickr. Thì đó là hai cái nền tảng hiển thị ảnh và video 360 độ tốt nhất hiện nay đó, chứ không phải là Facebook. Tiếp theo là cái phần đánh giá về cái chất lượng quay video và ảnh chụp của chiếc Fusion này. Thì đầu tiên là về cái video, thì cái chiếc Fusion này mình nói lại thì nó có thể quay video với cái độ phân giải là 3K 60 frame. Mình nhắc lại là 3K 60 frame. Và thứ hai là cái độ phân giải 5.2K với 30 frame. Thì với cái độ phân giải này thì đây là cái chiếc camera 360 độ đầu tiên nó có thể quay với cái độ phân giải cao như vậy đó. Thì mình có thử quay một số cái đoạn chèn ở trong bài cho các bạn tham khảo thêm. Về cái chất lượng hình ảnh và màu sắc thì cái con Fusion này nó có thể tái tạo cái hình ảnh ra với cái độ chi tiết cao, màu sắc thực. Nhưng mà khi mà các bạn quay trực tiếp trên màn hình điện thoại thì nó loát cái hình rất là xấu. Nó chỉ là hình review nhỏ thôi chứ nó không được trơn mượt. Và khi các bạn chép vào máy tính cũng vậy. Khi chép vào máy tính thì các bạn sẽ thấy cái hình nó rất là mờ, giống như là hình bị mất màu như vậy. Nhưng mà khi các bạn load vào app của nó thì nó mới ra được màu, nó lên được hiển thị màu sắc và nó cho phép chúng ta chỉnh sửa màu sắc trực tiếp trên cái video. Ngoài ra với cái chức năng chống rung thì GoPro họ nói là cái chiếc Fusion này có chức năng chống rung, cái mức độ chống rung của nó cũng khá. Thì nó có thể khử được cái cát rung khi mà chúng ta di chuyển đi bộ hoặc là chạy bằng xe máy. Tiếp theo là về âm thanh thì cái chiếc Fusion này nó được tích hợp với các micro xung quanh cái camera, giúp chúng ta có thể thu âm được những cái đoạn video với cái âm thanh, hiệu ứng âm thanh vòm nó sống động hơn. Tiếp theo là về chất lượng ảnh chụp của chiếc Fusion này thì chiếc Fusion này có thể chụp ảnh với độ phân giải cao 18 megapixel. Nó có chế độ chụp RAW, chụp ảnh RAW hoặc là chụp chế độ ảnh RAW Tool, là tức là chức năng tinh chỉnh của GoPro. Thì nó giống như xuất hiện trên con GoPro Hero 5 và Hero 6 vậy. Cái điểm đáng tiếc ở trên cái con Fusion này, khi chụp ảnh thì chúng ta chỉ có thể chỉnh cái ISO maximum là chỉ là ở mức 800 mà thôi, chứ không có được tăng lên nữa. Thì với những cái điều kiện thiếu sáng thì chúng ta có cái mode chụp ảnh là chụp night thì nó sẽ giảm tốc độ xuống, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải bỏ lên chân máy và cố định máy tại một chỗ thì nó mới ra được chất lượng tốt được. Rồi về cái chất lượng cái file ảnh chụp ra thì cũng tương tự giống như video, thì máy nó sẽ lưu ra hai cái file ảnh ở hai folder riêng của camera trước và camera sau. Và sau đó chúng ta muốn thao tác cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải chép vào máy tính hoặc là dùng phần mềm trên điện thoại để ghép lại với nhau.
đó, nó rất là mất thời gian ở cái khoảng đó. Chất lượng cái ảnh chụp sau khi mà ghép lại thì rất là tốt. Mình thử chụp những cái điều kiện thiếu sáng hoặc là thiếu sáng nặng hoặc là trong bóng tối luôn thì hình ảnh cho ra cái màu sắc ổn, ít noise, kể cả mặc dù mình set lên ở ISO 800. Thứ hai là cái điều kiện ánh sáng bình thường thì cái độ chuyển sắc, độ chuyển màu sắc rất là ổn, ít cái hiện tượng viền tím. Khi mà chúng ta chụp ở những cái khoảng trời trắng rộng và có những cái tán lá cây thì mình rất là ít thấy cái hiện tượng viền tím xuất hiện. Nói tóm lại thì cái chiếc Fusion này nếu mà bạn chụp ở điều kiện ánh sáng đủ và điều kiện ánh sáng thuận thì nó sẽ cho ra ảnh với độ chi tiết rất là cao và độ bão hòa màu cao và sắc nét. Nó có một phần giảm dần nếu mà cái điều kiện ánh sáng thấp hơn và như là trong nhà hoặc là trong bóng tối, nhưng mà vẫn chấp nhận được và tất nhiên nó cao hơn rất là nhiều so với những cái chiếc camera 360 độ từ trước giờ mình đã chụp và thử qua. Một cái điều đáng tiếc trên chiếc Fusion này thì nó chỉ cho phép chúng ta xem ảnh và lưu ảnh trên điện thoại và lưu trong cái app của GoPro, không cho chúng ta chép ra ngoài thư viện ảnh trên máy. Thì bởi vậy chúng ta không có làm gì được với cái file của nó ngoài cái việc up lên Facebook giống như hồi nãy mình đã từng nói. Chiếc GoPro Fusion này nó sẽ được chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam vào ngày 2 tháng 4 sắp tới và với cái giá bán chính hãng là 18 triệu đồng. Thì như vậy, cái mục đích sử dụng và cái đối tượng sử dụng của chiếc Fusion này theo mình nghĩ là nếu những cái bạn nào mà cần cái độ phân giải cao của ảnh chụp và cũng giống như là cái độ phân giải cao khi quay phim thì chúng ta mới cần cái chiếc Fusion này. Còn những bạn mà chỉ có nhu cầu trải nghiệm video và ảnh chụp 360 độ thì chúng ta nên sử dụng các hãng khác thì với cái giá rất là rẻ hơn nhiều so với cái chiếc GoPro Fusion này. Ok, xin cảm ơn các bạn.